Chuyện tích kể tàn tàn trở thành tổ sư Phan Bảo Diệu. Trước đây khá lâu, có hai vợ chồng thiện lương, sống rất cần kiệm, thành thực mộc mạc, siêng năng trong công việc. Không lâu, họ có một gia đình khang trang, hưởng an vui khoái lạc. Tuy nhiên, họ thường mong ước một đứa con, vì ngạn ngữ nói, có con vạn sự mới đủ, không con giàu cũng như không. Đã 54 tuổi rồi mà chưa có đứa con nào, chẳng lẽ đời này bị tuyệt tự ư? Huống chi việc sinh con chẳng phải là gắng gượng mà có. Họ không vì không có con mà chán nản. Ngược lại, họ cố gắng làm phước, như làm cầu sửa đường, bố thí kẻ cô quả. Không bao lâu, họ sinh được một trai. Vợ chồng vô cùng hoan hỷ, cảm tạ chư Phật Bồ Tát đã gia hộ. Tháng lại tháng, năm lại năm, đứa bé đã 8-9 tuổi, tuy đã lớn nhưng vẫn không như ý. Đứa bé tướng mạo đoan chánh, rất xinh xắn nhưng mà bảo nó làm thì nó làm, không bảo nó ngừng thì nó không ngừng. Có một ngày hai vợ chồng đi thăm bà con, dặn bảo đứa bé ở nhà tưới rau, họ sẽ mau về. Sau khi cha mẹ đi, đứa bé ở nhà tưới rau, tưới mãi đến khi mặt trời lặn, cha mẹ về nó vẫn chưa nghỉ. Cha mẹ nó thấy bộ dạng như thế, bèn gọi nó là A Điên, bảo nó vào ăn không bảo nó nghỉ, thì nó ăn một mạch, bảo nó đi ngủ thì nó ngủ thẳng một giấc không thức dậy, trừ phi gọi nó dậy nó mới dậy. Hai vợ chồng thấy nó như vậy rất thương xót, dùng trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng chẳng có cách khai mở trí tuệ cho nó. Đắn đo rồi đắn đo, hai người mới đem con đến một ngôi chùa nhỏ gần đó nhờ sư phụ giáo huấn. Nhưng mà từ khi vào chùa đến nay, nó vẫn y như xưa, bất luận bảo nó làm thì nó làm, không bảo nó nghỉ thì nó không nghỉ. Một ngày nọ, sư phụ có việc đi ra ngoài, bảo nó rằng: ta đi ra ngoài không lâu sẽ về, còn ở chùa lau quét bàn ghế trong chánh điện. Sư phụ đi rồi, nó ở chùa lau quét tất cả, từ Phật tượng đến lư hương, đài để đèn, bàn ghế, nó dời lên dời xuống lau quét không ngừng cho đến tối. Sư phụ trở về, nó vẫn còn lau quét, không bảo nó nghỉ thì nó không nghỉ. Về sau sư phụ nghĩ, đứa bé này thật là đáng thương, có cách gì để khai mở trí tuệ cho nó đây? Lại nhớ đến kinh Địa Tạng dạy rằng: cho nên phổ quản, nếu không có người đọc tụng kinh này, cho một niệm tán thán kinh này, hoặc là cung kính, ông phải dùng trăm nghìn phương tiện khuyến khích họ, siêng năng tinh tấn không có thối thất, sẽ được ngàn vạn ức công đức, không thể nghĩ bàn ở đời hiện tại cùng với vị lai. Sư phụ nghĩ đến điều này liền bảo A Điên đối trước tượng hết lòng hết ý, quán tượng đảnh lễ suốt 12 năm. Từ lúc ngủ nghỉ, nó đều quỳ bái, không có dừng nghỉ. Rồi hoắc nhiên, tâm hoa bừng sáng, nó đại khai đại ngộ, trở thành một vị tổ sư đương thời. Sau này, nhân đệ báo ân Phật, ân giáo huấn của sư phụ, ngài phát đại thề nguyện, tuyên giảng kinh Địa Tạng 120 lần, báo đáp sự gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng. Chuyển từ Đài Loan Phật Giáo Đệ Nhất, quyển 2 số 34, ngày 4 tháng 4 năm 1947. Ha ha ha,